cẩn trọng với những tin giả mang màu sắc chính trị. Tăng lương giảng viên nhưng phải là thạc sĩ, tiến sĩ thật. Lễ hội tôm hùm nhưng không thấy tôm hùm đâu, ban tổ chức nói gì? Cẩn trọng với những tin giả mang màu sắc chính trị. Thưa quý vị và các bạn, nhiều tin giả nhuốm màu sắc chính trị được các đối tượng gia tăng tần số, cường độ và mức độ để chống phá Việt Nam. Tin giả đang trở thành vấn đề nhức nhối của mọi quốc gia. Hàng tháng, Facebook cũng phải gỡ bỏ hàng tỷ tài khoản giả mạo và những nội dung sai sự thật. Tin giả dù ở cấp độ nào, lĩnh vực nào cũng sẽ gây ra những hệ lụy. Và khi tin giả được dùng vào mục đích, động cơ chính trị, thì hậu quả càng khôn lường. Có những quốc gia chỉ vì một tin giả đã dẫn đến sụp đổ chính quyền đương nhiệm. Đối với Việt Nam, tin giả tin đồn cũng đang là vấn đề nhức nhối. Thuốc lá điện tử có thể chữa khỏi ung thư, mạng 5G là nguyên nhân gây ra Covid-19. Thiên thạch sẽ lao vào trái đất năm 2020. Đó là những thông tin hoang đường, không có thật. Vậy mà một thời gian dài, nó được lan truyền trên các trang báo, các trang mạng xã hội, gây hoang mang trong xã hội. Thật hay giả, giả hay thật, đây là những câu hỏi hàng ngày khi chúng ta tiếp cận với những thông tin trên mạng Internet. Mới đây, cơ quan chức năng đã xử lý nhiều đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook và Fanpage đăng tải thông tin sai lệch về lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, nhiều tài khoản Facebook đã đăng tải những thông tin, những đoạn video, clip không đúng sự thực. Rất nhanh chóng, những tin giả được lan truyền, chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Ngay như mới đây, liên quan đến sự kiện Chủ tịch nước Tô Lâm được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu giữ chức Tổng Bí thư, trên một số trang báo VOA, RFI và trên một số trang mạng phản động cũng xuất hiện những tin giả theo kiểu suy diễn, bình luận mang màu sắc chính trị. Những tin giả đã làm nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang, dao động trong xã hội. Tin giả không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà còn phổ biến đến mức báo động ở nhiều quốc gia trên thế giới. Mới đây trên mạng xã hội Twitter, một tài khoản đã chia sẻ một video diễn tả một tay súng Hamas sử dụng tên lửa vác vai bắn cháy một trực thăng của Israel. Video này nhanh chóng lan truyền, thu hút gần 1 triệu lượt xem. Tuy nhiên, video này sau đó được xác định là cắt ghép từ trò chơi điện tử. Ở Mỹ, tin giả về gian lận trong cuộc bầu cử đã kích động đám đông ủng hộ cựu Tổng thống Trump tấn công vào tòa nhà Quốc hội. Tại Trung Quốc, một người đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh người này tìm thấy hai cuốn sách của một du học sinh Trung Quốc bỏ quên tại một nhà hàng ở Paris. Kèm theo đó là lời kêu gọi cộng đồng mạng tìm giúp chủ nhân của cuốn sách để trả lại. Đoạn video thu hút 5 triệu lượt xem trên mạng xã hội và trở thành chủ đề quan tâm rất lớn tại Trung Quốc. Nhưng sau đó sự thực lại không đúng như vậy. Người này đã mua cuốn sách, dàn dựng video và đăng tải lên mạng xã hội. Cơ quan chức năng buộc đối tượng phải công khai xin lỗi công chúng và khóa tài khoản. Khi Internet phủ sóng tới mọi ngõ ngách của đời sống, khi mạng xã hội trăm hoa đua nở, lượng thông tin trên mạng xã hội rất lớn. Mỗi người đều có thể đăng, có thể chia sẻ những gì mình nghe, mình thấy, mình cảm nhận lên mạng xã hội. Khi cuộc sống hàng ngày càng bận rộn nên việc dành thời gian để tìm hiểu, kiểm chứng thông tin lại càng ít. Họ sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng bình luận về những gì họ thấy. Do vậy mà tin giả có mảnh đất màu mỡ để sinh sôi phát triển. Cũng do chạy đua thông tin mà ngay cả nhiều tờ báo cũng bị sập bẫy tin giả. Hùa theo đưa tin, đăng tin giả, nhiều người nổi tiếng cũng vấp phải bẫy tin giả, lan truyền cổ súy cho tin giả. Nhiều tin giả nhuốm màu sắc chính trị được các đối tượng gia tăng tần suất, cường độ và mức độ để chống phá Việt Nam. Họ sử dụng tin giả theo kiểu dạng tin đồn thổi để kích động, chống phá đất nước. Trong thời đại công nghệ số, trí tuệ nhân tạo bùng nổ như hiện nay, việc cắt ghép hình ảnh, tạo dựng video rồi gán ghép biến thành sự việc, hiện tượng khác trở nên dễ dàng. Các đối tượng cũng biến hóa tin giả theo nhiều cách, có khi là hoàn toàn không đúng sự thật, có khi là nửa thật, nửa giả. Cũng có khi đa phần là thật, nhưng chỉ có một phần là giả. Nhưng dù thế nào thì vẫn là tin giả. Thông tin không đúng bản chất vấn đề. Khi thông tin không đúng sẽ dẫn dắt dư luận đến một trạng thái tâm lý cảm xúc khác mà phần nhiều là mang màu sắc tiêu cực. Tin giả với tốc độ lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội đã trở thành một trong những thách thức lớn đối với các thể chế chính trị trên toàn cầu. Chúng ta đã chứng kiến nhiều trường hợp tin giả gây ra những hậu quả nghiêm trọng từ việc làm xói mòn niềm tin của công dân vào chính phủ, gây nên sự chia rẽ xã hội, từ đó dẫn đến sự sụp đổ của cả một thể chế chính trị. Đó là những hệ lụy khôn lường khi tin giả nhuốm màu sắc chính trị. Đó là những hệ lụy khôn lường. Để ngăn chặn tin giả, nhiều quốc gia đã ban hành các biện pháp cứng rắn, nghiêm khắc. Tại Singapore, việc phát tán tin giả có thể đối mặt với mức hình phạt lên tới 72.000 đô la và có thể chịu xử phạt tù 10 năm. Đạo luật công nghệ thông tin của Ấn Độ quy định
Những hành vi phát tán thông tin giả có thể bị xử lý hình sự, bao gồm án tù. Tại Việt Nam, việc đăng tải phát tán tin giả cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Như vậy, cuộc chiến chống tin giả đang đặt ra nhiều khó khăn thách thức. Ngoài chế tài xử phạt đủ mạnh, cần thiết phải có sự chủ động trong việc cung cấp thông tin cho người dân, tránh để tạo ra khoảng trống thông tin, gây nên những hoài nghi, bất an trong xã hội. Việc cung cấp thông tin đúng, kịp thời, chuẩn xác sẽ góp phần đẩy lùi tin giả, ngăn chặn tin giả, làm cho tin giả không có đất sinh sôi nảy nở, qua đó định hướng dư luận theo chiều hướng tích cực, thay vì họ đang bị thông tin sai lệch và tiêu cực dẫn dắt. Bên cạnh đó, phải tạo dựng cho công dân ý thức và trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay, tin giả đã trở thành một vũ khí nguy hiểm được các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá, gây rối loạn thông tin, chia rẽ xã hội và làm suy yếu niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Do vậy, việc phòng chống tin giả không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết, mà còn là một biện pháp hiệu quả để bảo vệ nền hòa bình và sự ổn định của đất nước. Tăng lương giảng viên nhưng phải là thạc sĩ, tiến sĩ thật. Thưa quý vị và các bạn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng đề xuất tăng lương cho giảng viên đại học. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thành Bắc kiến nghị với Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ ngành liên quan điều chỉnh chế độ tiền lương tương xứng với vị thế và đặc thù giảng viên đại học, đảm bảo lương của giảng viên ít nhất phải bằng hoặc cao hơn so với viên chức chuyên ngành đặc thù khác. Theo ông Lê Thành Bắc, chế độ tiền lương còn bất cập, chưa tương xứng với vị thế và đặc thù của giáo viên đại học. Thu nhập chưa cao đang gây khó khăn trong việc tuyển dụng giảng viên. Ông Lê Thành Bắc nói chưa cao là cho dễ nghe, nói thẳng thắn là thu nhập rất thấp. Đây chính là tâm tư của tất cả giảng viên đại học ở các trường công hiện nay. Học giỏi được giữ lại trường, học lên thạc sĩ, tiến sĩ nhưng đồng lương quá thấp, lương không đủ sống, chưa nói đến giảng viên còn cần tiền để chi trả cho việc học hành, nghiên cứu sách vở, tài liệu. Chính vì vậy, trường đại học khó tuyển dụng và giữ chân được người giỏi. Bởi vì người giỏi cũng cần đủ sống mới theo đuổi được nghề nghiệp. Cho dù quá yêu nghề mà ở lại trường thì cũng không có điều kiện để tiến xa trên con đường nghiên cứu khoa học. Về tự chủ tài chính, nhà trường không phải muốn tăng học phí là tăng, mà còn phụ thuộc vào mặt bằng của thị trường giáo dục đại học. Nếu nhà trường tăng học phí cao thì sinh viên phụ huynh phản ứng, không tăng học phí thì không có nguồn để tăng lương. Giảng viên đại học phải giỏi mới đào tạo ra nhân tài. Cha ông nói danh sư xuất cao đồ là vậy. Muốn có giảng viên giỏi thì phải tuyển người giỏi vào giảng dạy đại học, tạo điều kiện để học sau đại học, du học nước ngoài, đúng với tinh thần và mục tiêu của đề án 89 về nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên. Cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030. Lương đủ sống, đủ để học tập, nghiên cứu chưa cần cao, đó cũng là mơ ước của giảng viên đại học hiện nay. Cho nên đề xuất tăng lương cho giảng viên đại học của Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng là xác đáng. Có điều những người làm thầy ở các trường đại học phải xứng đáng là tinh hoa học thuật, phải có chân tài thực học. Giảng viên đại học phải là thạc sĩ, tiến sĩ thật, không phải tiến sĩ lò ấp, tiến sĩ siêu tốc, tiến sĩ đạo văn. Lễ hội tôm hùm nhưng không thấy tôm hùm đâu, ban tổ chức nói gì? Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh cho biết, vì nhiều lý do như việc rời ngày tổ chức, chế biến các sản phẩm từ tôm hùm ngay tại gian hàng rất khó, nên lễ hội tôm hùm Cam Ranh 2024 có rất ít tôm hùm. Ông Ngô Hữu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh, trưởng ban tổ chức lễ hội tôm hùm Cam Ranh 2024 đã chia sẻ xung quanh nội dung này. Ông Hiền thừa nhận lúc đầu ban tổ chức đã bố trí khoảng 4 đến 5 gian hàng liên quan đến tôm hùm để chế biến các món ăn, sản phẩm từ tôm hùm, nhưng sau đó do các sự cố bất khả kháng nên lễ hội tôm hùm Cam Ranh phải rời thời gian lại. Những đơn vị đăng ký họ đến với các lễ hội khác hoặc vì lý do khác mà họ không kịp tham gia với chúng tôi. Do đó tại lễ hội này chỉ có 1 đến 2 gian hàng tôm hùm. Theo vị trưởng ban tổ chức, do đặc thù của các sản phẩm từ tôm hùm là phải tươi, bảo quản tốt, việc chế biến đạt chất lượng ngay tại các gian hàng cũng rất khó. Ông Hiền cho hay, vì vậy chúng tôi có những nhà hàng xung quanh lễ hội sẵn sàng phục vụ tôm hùm. Các nhà hàng này nằm sát bên lễ hội và chỉ cách nhau khoảng 50 mét. Cũng theo ông, những gian hàng chế biến các sản phẩm từ tôm hùm có giá trị cao hơn những món ăn khác tại lễ hội và các bạn trẻ vẫn thích đến những không gian lễ hội đông, vui ăn những món ăn vặt nên các gian hàng đồ ăn nhanh, ăn vặt chiếm nhiều. Một trong những nội dung rất đáng quan tâm tại lễ hội tôm hùm này là hội thi trình diễn ẩm thực và xác lập kỷ lục 120 món ăn từ tôm hùm Cam Ranh.
Tuy nhiên, ban tổ chức không cho người dân, du khách hay phóng viên báo chí nào được tham dự, chứng kiến hội thi nêu trên nên chẳng ai biết 120 món ăn từ tôm hùm có đủ hay không, được trưng bày như thế nào. Đem câu hỏi này hỏi ông Hiền thì ông trả lời lãnh đạo thành phố Cam Ranh muốn mọi người dân, báo chí được tham quan tác nghiệp hội thi trình diễn ẩm thực và chế biến 120 món ăn từ tôm hùm. Tuy nhiên, do yêu cầu của hội xác lập kỷ lục là cuộc thi ẩm thực nên phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nếu số lượng người vào đông quá thì không đảm bảo. Ông Hiền giải thích, nếu người vào xem đông sẽ ảnh hưởng đến các đầu bếp trong việc nấu và trình bày tác phẩm của mình. Công tác truyền thông thì đã có ekip của hội xác lập kỷ lục và đơn vị tổ chức sự kiện sẽ cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí. Đây là yêu cầu của đơn vị xác lập kỷ lục để đảm bảo điều kiện công nhận kỷ lục. Ông Hiền nói đây là lần đầu tổ chức nên chúng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm. Nếu lần sau tổ chức thì chúng tôi cố gắng chu toàn hơn.